Chào mừng quý anh chị đã đến với lại kênh Đất Nền Nha Trang của Kim Huyền. Hôm nay em Huyền sẽ đưa quý anh chị đi đến một cái lô đất có tổng diện tích là 4.387m tại thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thì lô đất có mặt giáp với lại mặt tiền đường là 69m và một mặt giáp với lại suối. Suối này chỉ là suối cạn thôi ạ. Và mùa mưa thì nó mới có nước, còn bình thường thì không có ạ. Lô đất rất là gần với lại đường tỉnh lộ 8. Thì từ đường tỉnh lộ 8 đi vào lô đất của mình chỉ tầm khoảng 350m thôi anh chị. Xíu nữa em Huyền sẽ có một cái video quay từ đường tỉnh lộ 8 đi vào cái lô đất của mình để quý anh chị có thể hình dung ra được lô đất của mình nó gần như thế nào nha. Và lô đất của mình rất là gần với lại khu dân cư luôn, cho nên là cái việc mà đưa điện vào lô đất của mình nó cũng rất là dễ dàng nha anh chị. Đó, thì đối với lại tiện ích xung quanh thì lô đất cách cái tiện ích xung quanh của mình thì tầm khoảng 1 km thôi ạ. Bán kính 1 km thì sẽ có trường học, chợ, trạm xá và ủy ban. Đó, thì từ lô đất mà đi về trung tâm thành phố Nha Trang là 33 cây nha anh chị. Đó, thì hiện tại lô đất rất là bằng phẳng và đất hiện tại là đất cây hàng năm khác ạ. Và chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là 820.000 trên 1 m. Em Hiền tính ra là tầm khoảng 3.6 tỷ đó anh chị. Chủ cũng đã đăng ký lên thổ cư rồi. Khi nào mà có đủ điều kiện thì mình sẽ lên thổ cư thôi. Và sau khi khu vực này mà lên thổ cư, đất thổ cư ở khu vực này là tầm khoảng 1.2 triệu trên 1 m² nha. Quý anh chị có thể sử dụng lô đất của mình để làm nhà vườn nè. Hoặc là cái lô đất này rất là phù hợp với lại việc tách thửa, thì mình có thể tách được 5 thửa nha anh chị. Đó, bây giờ là em Hiền sẽ quay lại cái lô đất để quý anh chị có thể hình dung ra được cái lô đất của mình nha. Giờ đây ở theo cái hướng này thì mình sẽ đi về lại là trung tâm thành phố Nha Trang nha anh chị. Và là đi ra tỉnh lộ những cái duyên giống như là Duyên Xuân nè, Duyên Lâm. Và cũng theo cái con đường này là đường tỉnh lộ 8 nè. Mình sẽ đi ra đây là nó sẽ là đi tới Khánh Bình, Khánh Hiệp. Và đi theo khoảng 1 km nữa là mình sẽ tới những cái tiện ích xung quanh như là ủy ban nè, trường học đó, và trạm xá. Và cái hướng mà đi vào lô đất của mình là đây ạ. Hướng mà đi vào lô đất của mình là đây. Thì bây giờ em Hiền sẽ từ cái vị trí tỉnh lộ 8 đi vào cái lô đất của mình để quý anh chị hình dung nó dễ hơn nha. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Oh, when I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I'm mentally undress. I confess I get dirty thoughts about you. They get worse when vị trí lô đất của mình rồi ạ. Đây là vị trí của lô đất mình nè. Đó, từ đây anh chị có thể nhìn thấy ở phía đường tỉnh lộ 8 rất là gần luôn, chỉ cách một lô đất thôi. Lô đất ở phía ngoài này là cách một lô đất là tới đường tỉnh lộ 8. Và đây ở phía trước của anh chị chính là cái lô 4.387m tại thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa mà em Hiền muốn giới thiệu đến quý anh chị đây ạ. Thì lô đất có cái mặt giáp với lại đường bê tông là 69m. Thì hiện trạng của lô đất lại được cắm mốc đầy đủ hết rồi nha anh chị. Là từ cái vị trí này nè. Đây, từ vị trí này theo cái cột mốc, theo cái cột mốc này đi thẳng xuống là cái phía mặt tiền này á, là dài 48m. Và cái mặt giáp với lại đường bê tông là 69m. Ở hàng cây bao quanh đó là suối nha anh chị. Đó, lô đất có một cái hàng giáp với lại suối nè. Thì từ cái vị trí của lô đất mà đi ra lại đường Hương Lộ, đường tỉnh lộ 8, thì từ đây anh chị có thể nhìn thấy đường tỉnh lộ 8 ở phía ngoài nè. Theo cái đường bê tông thì mình sẽ đi hơi cong cong một tí, là từ vị trí lô đất đây, đi theo cái con đường này đi ra là 350m. Lô đất nằm ở trong khu dân cư hiện hữu luôn. Hiện tại là lô đất có mà hiện tại là đất cây hàng năm khác nha anh chị. Và chủ đã xin lên thổ cư rồi. Lô đất nằm ở trong khu dân cư hiện hữu luôn ạ. Đó, như anh chị thấy nè. Đó, phía trước của anh chị nè. Đã có khu dân cư hiện hữu hết rồi.
Đó. Thì em hiện tại á, là chủ đang mong muốn bán với lại cái giá là 3,6 tỷ, thì em thiền chi ra á, là tầm khoảng 820 ngàn trên 1 m² thôi ạ. Đất rất là bằng phẳng luôn, chủ đã đổ đất hết trơn rồi, rất là bằng phẳng ạ. Đó, phía bên kia là giáp với lại suối, em Huyền sẽ đi ra ở phía bên kia cho anh chị xem nha. Đó, đứng ở đây thì anh chị có thể nghe thấy rất là rõ. Và từ vị trí của lô đất đi về trung tâm thành phố Nha Trang là khoảng 33 cây thôi nha anh chị. 33 cây thôi ạ, rất là thuận tiện. Từ cái vị trí lô đất nè và đi đến những cái tiện ích xung quanh là trong vòng bán kính 1 km ạ, là ủy ban nè, trạm xá, trường học. Là trong vòng bán kính là 1 km thôi. Đây. À, đây là mặt giáp suối nè. Cái phần mặt này á là nó đã có cây cây tre thì nó phần nó giữ đất rất là chắc chắn nha anh chị. Đây ạ. Giữ đất rất là chắc chắn. Đó. Trên đất đã bằng phẳng hết trơn rồi, thì nếu như mà chủ đang xin lên thổ cư thì nếu như mà vị trí này mà đã lên thổ cư rồi, có thổ cư rồi thì giá của nó là tầm khoảng 1 triệu, từ 1 triệu 2 trở lên nha anh chị. Đó, giá thổ cư ở đây là tầm khoảng 1 triệu 2 trở lên ạ. Cái lô đất này á thì có thể chia ra được là 5 lô, nếu như mà sau khi lên thổ rồi thì mình chia ra được 5 lô luôn ạ. Trên đây là những thông tin về lô 4.387m tại thôn Suối Sâu mà em Huyền muốn giới thiệu đến quý anh chị đây ạ. Thì nếu như quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này của em Huyền thì xin hãy gọi điện thoại cho em Huyền, số điện thoại là 0901 186 179. Em Huyền sẽ gửi thông tin pháp lý và vị trí của lô đất cho quý anh chị xem một cách chi tiết và rõ ràng hơn. Em Huyền cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.